Chào mừng anh chị và các bạn quay lại channel Tiếng Anh Ra Bài. Anh chị và các bạn hãy đăng ký bên dưới để theo dõi clip về ngoại ngữ tiếp theo. Chị lại là tôi đây, Tiếng Anh Ra Bài. Thì hôm nay tôi lại tiếp tục làm video chém gió bằng tiếng Việt thôi, về chủ đề tiếng Đức. Là hôm nay chủ đề sẽ là làm sao bắt chuyện người Đức hiệu quả nhất có thể. Vì được vừa rồi cũng có vài bạn nhắn tin hỏi tôi: anh ơi, em học tiếng Đức thì làm sao mà ra Bảo Hồ hoặc lên phố cổ có thể bắt chuyện người Đức làm sao hiệu quả nhất để người ta đối thoại lại với mình, để được thực tế, để được chém gió, được thực hành với người ta, là ví dụ thế đó. Thì hôm nay thì tôi cũng đi Bảo Hồ khoảng 6 đến 7 năm để học ngoại ngữ rồi, tiếng Anh nói riêng và ngoại ngữ khác nói chung. Thì hôm nay tiếng Đức thì tôi cũng thế, tiếng Đức tôi học được khoảng 1-2 năm thôi. Nhưng mà hôm nay thì biết thì tôi sẽ chém gió với anh em về vấn đề này, là làm sao bắt chuyện người Đức hiệu quả. Đấy, ok. Thì khi bắt chuyện với người nước ngoài nói chung và người Đức nói riêng, tôi thường thường người ta xin chào đây, hello các kiểu. Bạn nào nói tiếng Anh thì càng tốt nhá, còn nói tiếng Đức thì các bà speak Deutsch hoặc speak Deutsch kiểu như thế. Thì thường thường thì tôi sẽ bắt chuyện, tôi hỏi khoảng 2-3 câu để xin chào bạn ở đâu, hoặc là bạn đến đây bao lâu. Mình sẽ thăm dò khoảng 3-4 câu như thế, hỏi xem người ta có muốn nói chuyện mình không, quan trọng lắm. Hỏi 3-4 câu người ta cảm thấy người ta nói chuyện thì mình bắt đầu câu chuyện tiếp, còn không nói chuyện thì mình tìm người khác. Đấy, ở trên phố cổ hoặc là ở Bờ Hồ rất là nhiều Tây, không thiếu. Nhưng mà cái thời gian dịch này thì là rất là ít rồi, nhưng mà trước dịch thì rất là nhiều. Tôi không biết lúc nào Tây mới bắt đầu đến Việt Nam được nữa, nhưng mà có thể là sau một thời gian nữa, là nếu mà du lịch nó mở thì có thể là các bạn có thể có cơ hội bắt chuyện rất nhiều người Đức, để ví dụ thế. Thì là tôi khoảng 2-3 câu đấy, như thế cảm thấy người ta là cởi mở, người ta nói chuyện mình thì bắt đầu mình tiếp tục hỏi hoặc là tiếp tục nghe người ta nói, không thì bắt chuyện người khác. Đấy, thì là trong quá trình đấy, thì là khi đi bắt chuyện với người Đức thì các bạn có thể đi một người hoặc hai người, nhưng mà đừng nhưng một người hai người nào hiệu quả nhất, đừng đi đông quá. Khi đi đông quá thì người ta sẽ nghi ngờ là mình có gì đấy, người ta không thoải mái, và người ta sẽ lo lắng là mình bán cái gì hoặc lừa đảo cái gì đấy. Thì là khi bắt chuyện bất cứ người nước ngoài nào thì tôi nói luôn gọi là cái mục đích của mình nói chuyện người ta ra là kiểu như là tôi học tiếng Đức được khoảng 1-2 năm, thì tôi thỉnh thoảng tôi đến đây tôi muốn thực hành tiếng Đức với bạn, ví dụ thế. Thì mình nói rõ cái mục đích của mình ra thì là người ta sẽ cái gì, người ta hiểu cái mục đích của mình thì người ta sẽ, còn người nào người ta nói chuyện người ta sẽ tiếp tục nói chuyện với mình đấy, chứ không phải mang tính chất là lừa đảo hay là bán hàng ở đây đấy. Thì nói rõ mục đích ra đó. Thì nếu mà các bạn ra ngoài Bờ Hồ, các bạn sẽ gặp rất nhiều người bây giờ nói khoảng 3-4 thứ tiếng rất là nhiều, các bạn nhá, người Việt ấy, nhưng mà người nước ngoài nói 3-4 thứ tiếng thì chuyện bình thường rồi. Chứ còn người Việt thì tôi gặp rất nhiều người là 3-4 thứ tiếng. Ở đấy tôi gặp một người anh em là ra đấy, anh bạn em này học tiếng Pháp, nói lúc nào cái mồm nó lúc nào nó có một cái câu tự động là parlez-vous français, có nghĩa là bạn nói tiếng Pháp, vì nó học tiếng Pháp mà, nó gặp người Tây nào lúc nào nó auto tự động parlez-vous français, còn người đấy người Pháp không biết, cứ parlez-vous français đấy, gần như thế. Thì nó cứ thế nó nói, gặp người Tây nặng thế đấy. Thì cũng cái đây cũng là một cách là mình học hỏi, mình gặp người Đức speak Deutsch hoặc là speak Deutsch đấy, người ta trả lời thì mình tiếp tục nói chuyện, không thì thôi đấy. Đấy, thì hoặc là còn tiếp theo là khi em học tiếng Đức thì tôi thường mang một quyển vở như này đi đấy. Làm sao, để làm sao để ghi chép vào và những rất nhiều từ mới mình không hiểu, hoặc là cái cụm từ nào đó mình muốn hỏi người ta chẳng hạn, ví dụ là cái cụm này viết như nào, hôm nay thời tiết như thế nào, thì sang tiếng Đức như thế nào đấy, thì mình nhờ người ta viết vào đây, viết thẳng tiếng Đức vào đấy đấy. Đấy, thì thứ nhất là mình biết cả cái cụm từ đấy, thứ hai là mình biết cái từ vựng ở trong cụm từ đấy. Đây là một cách học từ vựng rất là bổ ích đấy. Thì là trong quá trình học không hiểu, các bạn cứ mang cái thách bút này ra giơ mặt, còn thậm chí các bạn mở thách ra các bạn đọc tiếng Đức cho người ta nghe cũng được, miễn là mình đang nói ra đám sai. Thực ra bản chất là học ngoại ngữ là mình dám hành động, sau đó là sai mới bắt đầu là sửa. Mà bên cạnh đó thì có người Đức, mình có người Đức bản địa rồi, mình sai thường thường người ta sẽ sửa cho mình về ngữ pháp và câu cú, quá hiệu quả đúng không các bạn. Đấy, cứ mang cái sách ở đây không hiểu cứ viết ra hoặc là nhờ người ta viết vào đấy. Thì là hôm nay chấm gió những cái video đơn giản thôi, là cứ ra thì người Đức thì thường thường là gặp rất là nhiều, nhưng thời gian này không có. Thời gian này hôm trước tôi ra lên Bảo Hồ là gần như là đi khoảng 1-2 vòng thì bắt được khoảng thấy được khoảng 1-2 người Tây đi 1-2 vòng đấy, mà trời rất là nóng. Thì tôi nghĩ chắc khoảng may ra thì khoảng mấy tháng nữa thì mới có người nước ngoài đến Việt Nam, may ra đấy. Thì là cái bạn, nếu mà các bạn đang thực tế thì bạn cứ mạnh dạn lên, dám chủ động. Các cụ dạy là luôn luôn chủ động việc dễ thành mà, thì cứ ra mà chủ động, cứ ra mà chém gió thôi. Còn người ta từ chối là việc của người ta, còn người ta từ chối thì mình bắt chuyện người khác đấy. Cứ phải mặt dày lên, muốn học giỏi được cứ phải mặt dày đấy, phải ra dấn thân vào. Sau đó là mang quyển sách ra, không hiểu thì ghi chép vào, hoặc là đi khoảng 2-3 bạn đấy, cho nó hiệu quả nhất có thể. Đi đông quá là không hiệu quả đâu, đi đông quá chỉ chém gió tiếng Việt với nhau thôi đó.
Thì đấy, thì hôm nay video đơn giản là làm sao bắt chuyện người Đức hiệu quả. Cứ ra hỏi, gặp Tây nào cũng hỏi. Cái xác suất gặp người Đức rất là cao vì là dân số họ đông và dân Đức thì người ta thích đi du lịch, mà bên đó người ta giàu mà, nên là xác suất gặp rất dễ. Không gặp người Đức thì gặp người Áo hoặc người Thụy Sĩ, người ta cũng nói tiếng Đức mà. Đấy. Thì là chúc các bạn học hành hiệu quả. Thấy video bổ ích thì các bạn hãy nhớ bấm like bên dưới và bấm chia sẻ tôi nhá. Tiếng Anh Grab3 chúc các bạn một ngày làm việc học hành hiệu quả và nhiều niềm vui. Chào các bạn.